xem xài son của chị. Biết cái này đắt lắm không? Vậy à? Trời ơi, lại còn mặc áo của chị nữa. Cởi ra. Dạ. Tại vì hồi nãy em thấy cái áo này đẹp quá cho nên em thử thôi, chứ em không có ý ăn cắp của chị đâu. Như thế này ai còn dám mặc nữa? Bực mình. Thôi con, độ đài bây giờ trời nóng quá, chị dâu của con á nó hơi trái tính trái nết, con đừng có buồn. Để ngày mai á dẫn con đi mua sắm này kia nọ với mỹ phẩm nữa nha con ha. Dạ. Chị Hai. Sao rồi em? Chị Hai, mẹ thương em lắm luôn á. Mẹ hứa là ngày mai dẫn em đi mua đồ á. Vui cái gì bà ơi, nhà thì có hai đứa con dâu, mà con Linh á thì ăn mặc đẹp đẽ xinh xắn mà son phấn thơm phức à. Còn cái con Thi hả, trời ơi nó quê mùa, nó cục mịch gì đâu không á, nhìn thấy mà phát ghét. Vậy là chị phải đóng vai chị dâu ích kỷ thêm thời gian nữa rồi. Thiệt thòi cho chị quá à. Chị em mình á, phận làm dâu như nhau mà, bảo ban nhau thôi. Quan trọng là sau này mẹ đối xử tốt hơn với em.